dép xong đâu mang ở Pháp nữa. Thì mẹ mang ở đây thôi. Mẹ có được gì? Lên hình trái. Không có, mọi người có thiết đẹp riêng mà. À, chị lấy cho em hai nải chuối đi ha. Lâu quá em có ăn. Mấy trẻ con đi mất tiêu đâu trời. Chè bánh khoai tại chỗ nào đây ta? Màu vàng là chè gì vậy chị? Chè phai mì. À, chè em hai bịch chè phai mì. À, còn cái này là cái chè gì vậy chị? Cái này là tàu hũ. Tàu hũ hả? Chị lấy cho em hai phần tàu hũ ha. À, với hai bịch này. À, chè mì 4 bịch. Rồi, cái bánh này là bánh gì vậy chị? Là bánh ếch tròn. Bánh ếch tròn hả? Chị lấy em hai trái. Khoai mì này chị lấy cho em ít miếng. Rồi ăn cái gì vậy ta? Con đi hồi nào? Hồi nhỏ mình đi học vừa ăn cái gì giống vậy thôi. Hả? Chà bán dịch. Thôi ba nói gì vậy? Ủa đi chợ dưới quê là vậy chứ đòi gì nữa vậy? À bánh chưa đi vô trong kia trong chợ trong. Đi theo ai cũng than thở hết trơn á, ở chợ người ta dậy được đổi gì nữa. Mẹ đâu có biết, lâu lâu mẹ mới đi một lần, sao mẹ biết như thế nào. Người ta bán rau củ hả? Mẹ nói thật minh lâu à hả? Mua gì ta, mua gì vậy ta? Rau muống, rau nhúc. Vậy bán rau nhúc sao vậy chị? Có 10 ngàn. Trời, nó nhằn em từ nãy tới giờ á. Nó không có chịu đi. Tại vì lâu quá em đâu có đi chợ đâu, em đâu biết đâu, không sao đâu. Xoài. Em cảm ơn nha, em chào hết nha. Dạ chị. À, mẹ đâu có biết đâu. À, mọi người bán ăn sáng hả? Rồi. Không vậy chắc cơm bánh kia, mấy cái bánh kia không biết mẹ mua đâu, mẹ đâu biết đâu, ở trong khách sạn như có. Thì 6 ngàn ha. Lấy cho em 2 trái nha. 2 trái. Dạ đợi. Cái này 16, cái này 18 nè. Vậy hả? À cũng được. Sau khi mình đi chợ mình thu hoạch rất là nhiều. Cái gì có không? Có tàu hũ nước đường nè. Em mua cho tàu hũ nước đường nè. Tàu hũ nước đường. À mình mua chùm ruột. Chùm ruột mua đằng cái cô gì mà quen với nhà mình á, mà cổ nhà cô làm á. Mình nói là đi hết chỗ này chỗ nào mình nói cũng quen thì chỗ nào cũng quen hết. Rồi chè. Anh xuất về đây ăn được mít chưa? Ăn mít rồi, cho mít ăn hả? À. Chè khoai mì. Rồi. Rồi khoai mì. Nè bánh ếch tròn. Em thích của bà cô rồi. Nè mới xin lê, bánh ếch tròn.
mua mua tại đó thôi nội đi sao nhiều lắm cái gì ngon lắm nè 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 lấy này đi trút ra ăn đi đang trút mấy cái thiềm mà lòng tôi yêu mến Việt Nam không hại anh không sao đâu không sao con trai giờ ăn chuối nha ăn 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 cái gì bụng cái kêu con em lên đây ngồi chơi cái thơm nha thơm cái ăn thơm luôn được có ăn muốn ăn gì tao đi trời ơi nãy mà không nhắc mẹ cứ nhắc mẹ phải đi về nhanh không à mẹ ơi mua cho con gì nó ăn mà bánh mì thịt được hết tao đi hả nhá đi ra ra đầu chỗ bốn á các bạn không mà các bạn má hồi nãy con hỏi cơm rượu mai bán hết trơn hiểu gì chị gái hai cũng đang bán cơm rượu trển kìa nhưng mà đang nghỉ hết rồi đã bán ở trên trển kìa nói nó đi chị gái hai đang bán ở trên Trên ngã đi đổi chỗ bán rồi mà chỉ tạo hết à cũng như chỗ này được cũng được ta đi chỗ cậu đi mua cho lấy thùng kia nghe đó nghe đó lấy đi đây mở chưa con hủ tiếu không tao đi con ăn cái gì cậu đi mua mày về ra qua đây mày không ăn mày bánh mì thịt ha cậu đi mua cho chút có liền cậu muốn mì thịt đi cho gọn nhất đây nên nữa để nữa hả ta đang lấy một cây gớt nữa thôi trời cũng phải dễ có người mới chỗ ca con nhớ đi mày dừng cái thích nhất là cái nguyên nải chuối trời lâu lắm không ăn chuối sáp mười mấy năm rồi đâu ăn chuối sáp đâu đây ta chặt ta dùng hết có không con có mẹ mà không cũng vậy mẹ ở nhà mẹ không có đi làm thì phải làm giúp không, cho không, con không trời ơi má làm gì biết chừng nào xong không chuyện ai nó làm rồi mình cái gì mình dạy xong rồi mẹ thôi mẹ không đi mà tính đi không đi tính đi nước ngoài mà không thèm má làm cho con má trưởng thành biết tự chăm sóc mình ai cũng vậy hết nhỏ như vậy nó bình thường thôi mất mát nhiều lắm ly tàu hũ nước đường nữa lấy khăn bàn giấy lấy khăn giấy rồi có ướt có gì không thôi để tao đi xuống tao ngồi gì má đây lấy con dao để ok lấy liền con à con ăn cái gì không ta con cắt thơm mà má ăn sao hả năng tốt cho thận à chưa tới một euro một trái hả ừ cũng rẻ cũng được không con ở dưới đi về lâu đây, quá là chè chè nè chè khoai cái mì. Này là về sạch sẽ đàng hoàng ha rồi nè ăn rồi đút vô sợ một con gì chè khoai mì à chè khoai mì rồi, ăn chè khoai mì ngon quá thèm quên hỏi chị của Lenny Lenny quay ơi ông bà cô chú ơi kẹp đẹp không kẹp đẹp hả quay qua ngay nghiêng mặt cái đây kẹp chỗ nào gọt ra cho còn đẹp quá ta để gì cho bạn đẹp đẹp không à, con kính chào ông bà cô chú đi cảm ơn Ophelia à cảm ơn Ophelia à Ophelia làm cho con phải không rồi con kính chào ông bà cô chú ơi con. Chào ô bà cô chú á sĩ ta khi bà chú khỏe vui vẻ bình an bình an hạnh phúc quá phúc cảm ơn trai đẹp nhiều nha cảm ơn rồi đã rồi cưng quá cảm luôn cưng rồi Makia Makia nữa nông được rồi vậy phải trang điểm nữa thấy thằng Hà thằng gì thằng Thảo hở mẹ nói thiệt không cỡ trời mấy ông khao mận ngại em hãy là nói dạ dạ để con gửi lại sao gửi lần thăm rất nhiều rồi hãy hãy cho rồi thằng kia mẹ nhà mình có cái giường bông súng ha đẹp chưa đi đi ra giường hả dẫn đi ra giường nuôi con gì đâu cho coi với nuôi con gì đâu em nuôi con gì ngoài đây có lẽ đi 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 mẹ à, đi. Mẹ nắm tay con mẹ nắm tay đẹp bà Vi hở là ba ông Vi nè
nè, một chút có đi cầu nè, lại đây đi nha, rớt xuống đây không sao. Ô Phi Ly, với tôi đi theo mẹ nè, đi đút mon nha. Đi lên đi, rồi sâu đây đi tới. Thì dùng trái cây. Bưởi nhà mình à, bưởi quýt. Trời sao vợ chồng mận bên kia kìa, bao á. À, được cái bưởi bự nè. Con kỳ vậy? Trời chưa được bước vài bước rồi cái đi vô rồi. Con nhận cái nhà này là màu, đi xuống vừa coi không, một tới một mẫu mà. Đâu có nhiêu đây đâu hai. Nè mận nè. À, mọi người ta chiếc cành á, là người ta chiếc như thế này nè. Ồ, mình ổn thấy đường luôn chứ. Nè. Mày dơ dài khách luôn. Ừ, mẹ cắt nhánh nè. Chồng. Ổn rồi nó, đi không hết đâu. Bây giờ sao hả? Đi chơi cho biết, vườn. Chỗ chuối kìa. Nhãn. Ở đây thì nhà mình có một mẫu hả? Vườn bên kia của chú mình. Tân như mấy anh em hồi đó ông nội mua liền kề với nhau hết. Không, mua liền kề trên kia thôi, còn đây là ba má mình tự mua. Hả? Chú Sim à, ở nhà mình quá chừng chuối luôn, mình phải đi mua. Mình mua đem về, tại vì mỏng có ginh tới dưới đây lên nó chín. Trời ơi, thấy cái ổ kiến vàng kìa. Ba ba. Đây. Kiến vàng nè. Kiến vàng. Trời ơi, rồi. Muốn cắn không, nó cắn cho. Đây mới nói nó đây. Ô lên phim nha. Trời đất ơi mấy em kiến vàng nè. Em cắn thôi. Ô là la. Lâu lắm rồi không gặp nha. Ở dưới quê bây giờ chỉ có giày thôi. Còn cái tưới cây nè, là mấy cái ống nước này tưới cây nè. Mà cỏ như thế này mà mình bước đi cái là nó cắt đứt cái chân là mình sẽ bị ngứa vô cùng luôn á. Tới đây không mình ngưng nha. Ừ, mình đi vô rồi nè. Đó, nó sẽ cứa vô cái chân của mình. Phải mặc quần dài đi, mấy chỗ này mình phải mặc quần dài, nó không có cắt đứt chân. Ừ, có trồng một chùm nhãn kìa. Mình phát hiện ra một chùm nhãn đây. Hay. Nhãn. Hồi nãy mình đi đang ngang cây ngào, mình thấy lâu lắm mình có ăn nó nè. Cho cây này chín nè. Cây ngào này ăn lên thuốc lắm nè, mà ngon đó. Nó hơi cay cay nhưng mà nó ngon. Cây dừa. Giờ má mình trồng lung tung, hồi xưa là mận, nhãn là nhãn. Giờ mẹ trồng đủ thứ, giờ không có cây chôm chôm còn ăn luôn á. Ôi mình trồng mình thấy một cái cây chôm chôm hay một cái gì nó lớn được mình mừng là mừng cái má mình đúng. Cái sòi cũng vậy nữa, nói cái chuối nhỏ nè. Hồi cái lúc á tụi mình còn nhỏ, mấy chị em gái là ai cũng biết mà làm cỏ nha các bạn, làm cỏ lấy con dao là mình chặt cái cọng cỏ đó, chứ không phải là lấy cái cuốc hay cái gì á mà mần từ bờ này bờ kia mà sạch cỏ hết trơn nha. Ngày xưa là làm như vậy. Mương như thế này nè các bạn, tôm tép nó ở dưới đây nè, lâu lâu cái mình xúc. Không biết giờ có xúc mương là mình đẩy nước ra ngoài á, cái nó còn nước thấp, cái mình bắt tôm cá tép. Hồi đó rồi mình thích đi lắm, mỗi lần mẹ mình làm cái lạch đó đông người làm cái mình đi theo. Nhãn chưa chín nè, có giờ trái mà chưa chín nè. Ra đi nóng thiệt luôn á. Trời ơi. Mấy cái viên gạch. Ngày xưa, ngày xưa. Ôi, hello. Sao bị nhốt lại vậy? Lý do? Hello, vừa hô vừa lé nè. Nói nghe nè. Sao bị nhốt vậy? Đây là cây xả. Sao bị nhốt vậy? Cúc cu.
chia sẻ. Ai hận này, hận trái quá chừng luôn. Nhã, hồi nãy mình không thấy nhiều trái ha, chuẩn bị có trái nè. Hello con, hello con chó. À quen mày. Tự nhiên hello chó kêu quá má. Thì đó. Anh thấy lông chó kìa anh. Má thấy lông chó kìa. Ủa không thấy lông chó, anh vô nói má nghe. Má sủa không sợ ông tỏi. Thường tỏi chạy đó, đi thấy lông chó gì. Má sao cười là sao? Không được thấy lông chó hả? Thôi nó tự nó tắt luôn ha. Lần đầu tiên đi quay phim về miền Tây, quay phim mà máy trong chế độ nó nóng quá tự nó tắt. Giờ lên ngay chỗ cái giường sầu riêng cũng bị luôn. Ngộ hán đi ra vào quê sao bị? Nóng quá. Ồ. Ừ. Dạy. Cơm chú. Tắt đi trái, tắt đi tao đi, lên đi. Ăn cơm nước tương nha. Con đó hả? Nhà ăn bánh mì rồi, ăn chén. Con hiếp con nè. Ờ, ngồi ăn bánh mì đó không? Trưa mình cũng ăn trưa nha, Ufa Liên cơm con. Dạ con. Ăn gì? Ăn mì hay gì? Bánh mì hả? Mì. Mì hả? Mì đâu có đây. Ôi, đi ăn tối đi, ăn nhà hàng mì. Giờ ăn cơm vậy đi. Ăn cơm rồi. Ăn luôn Hải ơi. Bây giờ cả nhà mình ăn cơm. Tao đi có bụng. Ngon. Nó quá nhẹ không được ăn rồi. Em bụng lên, lên bụng lên. À cái này cái món cái canh ngọt mà rau nhúc. Bếp kho. Rau nhúc. Rau nhúc. Rau nhúc nút canh chua ngon lắm, nhưng mà bây giờ mình cứ luộc chấm thử. Chấm cháo canh ngọt ngon lắm. Ngon. Ngon lắm. Kê vợ gỡ cứu đi. Cái này là cái trái cút con. Tép kho vừa ngon. Chỗ đó. Wow, cay. Sáng Ly đi chợ đó là Ly mua tép bạc nè, Ly mua rau nhút nè. Đi về Ly nấu canh chua ăn, nhưng mà Ly không có nấu được. Ly kêu nói em dâu giúp giùm Ly nấu canh ngọt cũng được, kho đơn giản ăn thôi. Thì taxi ở Bến Tre nó không có giống như ở Sài Gòn hay là ở Biên Hòa, là mình cũng gọi có một em đó luôn, là đi cái gọi lui người này người kia thôi cũng gọi em đó luôn cho rồi. Rồi mình bây giờ mình trở về nhà, trở về đổi khách sạn rồi các bạn, tại vì mình hẹn khách sạn là giờ để lấy khách sạn mới á, thì mình phải trả phòng bên khách sạn cũ đặng mình đi, nên bắt buộc mình phải trở về đó. Mình đi đáng lẽ mình không có bị vấn đề gì hết, mà mình bị vấn đề cái khách sạn mà làm mất thời gian của mình. Mình tiếc lắm các bạn. Mình đi chứ mình tiếc nuối là cái thời gian mình đi tới đi lui thế này thế nọ vì cái khách sạn thôi. Ở thôn quê á, mà dùng taxi thì cũng ít, ít có. Cũng có nhưng mà mình thấy ít lắm. Nên thành ra giá cước taxi nó cũng đắt hơn nữa. Nó không có rẻ như ở trên Biên Hòa hay là ở Sài Gòn. Tối vui rồi, đông vui lắm, nhẹn nữa đùng luôn á. Nói chung là có nhiều chương trình đi chơi nữa. Giờ sáng thì nó không bán nữa. Từ giờ sáng là đi em nhìn nó không bằng buổi tối. Lễ rồi nó đông dữ lắm.
xã Bến Tre ngày xưa bây giờ đổi thành thành phố và cái sự phát triển nó cũng lạ. Và có nhiều cái siêu thị lớn thật là lớn, ngày xưa thì không có vậy. Thì Lây cũng quay nhiều hơn một chút về đường xá của thành phố Bến Tre. Và có em taxi nè, em cũng hướng dẫn mình các món ăn ngon ở thành phố Bến Tre và các tụ điểm đi chơi. Nhưng mà thì mình hỏi vậy thôi, chứ mình chắc đi chơi đến tụ điểm là mình không có hy vọng. Tại vì mình có các con nhỏ, mình phải lo chăm lo cho nó, nên mình không có thể nào đi vào cái chuyện giải trí được hết. Chỉ là kiếm chỗ nào ăn ngon thôi. Đến vô anh hỏi cái cho mình ăn. Giờ mình đến khách sạn mới rồi các bạn, có được bảo vệ ra đón nè, có anh tiếp tân ra đẩy vali phụ nè. Tự nhiên có mình cảm giác cái đó mới đúng là đi vô khách sạn á các bạn. Mình vô khách sạn mình được nhân viên tiếp đón ngoài, chứ mình không có cái kiểu như trời ơi ở đằng kia mình hết muốn nói rồi mà còn dơ nữa chứ. Hài lòng, mới đến đây là thấy dịch vụ phục vụ là đã thấy hài lòng rồi. Bây giờ anh tiếp tân dẫn gia đình mình lên trên phòng. À, cảm ơn anh. Wow, đẹp quá. Ơi. Đó, người ta phải ngắm sông nước chứ, tự nhiên bắt chui vô gốc kẹt nằm thảm nữa. Đi vô, giống giống. Để cái thẻ của ba bố bên đây để kích hoạt điện bên đây nha. Okay. Dạ, cảm ơn. Con đi vũ Fli đây. Fli con. Đi vũ đây mẹ. Dạ, bánh xe mất bột xà xoa. Quá đẹp. Nhưng mà ở vậy ta mới ở chứ, tự dưng ở vui vô cút kẹt là vừa xấu xí nữa. Wow, đẹp quá luôn. Quá đẹp luôn. Đó, ta có cái cầu bên kia nữa kìa. Trời đất ơi, người ta đang tưởng tượng vậy chứ mình đâu có tưởng tượng vô một cái kinh khủng. Hôm nay đẹp quá vậy. Mát mẻ. Nó phát hiện ra cái phòng tắm nó không có, nó có gương á, người ta có máy sổ xuống mà. Cái nó nói là nó không cho mình lắm ở đâu, mình phải bắt buộc phải tắm cái phòng này. Chạy dựng lần nó nhìn. À, có. Có người phi vô. Có người phi vô mà đi. Thôi đừng kéo con. À, sổ xuống. Này bật đèn đâu vậy ta? Sao vậy thôi, để vậy. Nếu bạn muốn Wifi phải đi xuống dưới coi. Bật đèn đâu vậy Tân đi? À đây. Con coi một chút Wifi. Phải đi xuống dưới coi lại. Con muốn coi. Số 3 có máy sấy đầy đủ tiện nghi, thoại, toilet, kê, đó, cái này bơ sữa le lấy ra nè, như vậy, có két sắt luôn nha, đẹp quá, nói chung mình rất thích sạch sẽ lịch sự. Ô Phi Ly sao để đồ Phi Ly kỳ vậy? Không muốn mở đèn, con tắt đèn đi con, để hao điện vô lý. Đẹp quá. Cái này cũng bằng cái trái dừa. Cái món mít là lòng. Đẹp nè. Trang giấy luôn, giấy mới được. Có bình nước luôn nè. Cái này là bản giá của này, mình xài mình sử dụng đã có tiền. Bên đây cũng có góc luôn.
Thuyền xa sông, thuyền tìm ra biển lớn, theo tiếng gọi ngàn con sông khơi xa. Thuyền có hay sông lặng lòng yên ả, vẫn đợi thuyền nhớ bên sẽ quay về. Các bạn thấy khách sạn này không? Đáng đồng tiền thiệt luôn. Là mình xứng đáng những gì mình bỏ ra. Rất rất là thích. Các con mình rất là mê luôn. Có nổi cái hồ bơi, cái view là nhìn là thấy lấy chịu rồi. Và sạch sẽ, lịch sự, cái gì cũng thích hết. Cuộc sống xưa người, con mệt rồi mẹ ơi. Hãy đón con về, về nơi con lặng nỗi. Bữa cơm canh nghèo thôi những vui trong lòng. Về nằm trong vòng tay của mẹ ngủ vùi. Ở nơi xứ sâu giờ làm mình con. Nằm nghe bản nhạc người xa quên lại không. Những đêm khuya buồn không ngủ được nhớ nhà. Biết một năm trôi qua thời gian gần mẹ cha ít hơn. Có ai về dòng sông quê mình, có ai chờ lặng thinh dạ. Khách xuôi ngược đò neo bên đậu, nhưng em giờ ở đâu? Đi về đâu để tìm thấy nhau? Ai chờ ai đợi ai giờ đêm thâu? Chẳng nghiêng bóng ngả theo cơn gió. Anh mong em về từ phương đó. Ai mang em rồi nơi xa ấy?